Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Rắn ngậm phong bì, hãy thôi xúc phạm vô ơn. Quý vị thân mến, mấy ngày qua, hình ảnh chiếc logo lạ xuất hiện trong một buổi khai mạc thi nâng ngạch công chức ở Hà Nội được chia sẻ đầy rẫy trên mạng xã hội. Thực ra thì những vấn đề nóng ngày nào cũng có, nhưng cách người ta nói về chiếc logo lạ này thiết nghĩ sẽ khiến không phải một mà rất nhiều người chạnh lòng, không chỉ tại buổi lễ khai mạc tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 cũng gặp lỗi sai tương tự, đành rằng là chuyên viên kỹ thuật nhưng tìm kiếm ẩu tới mức dùng nhầm logo của ngành bằng một bức biếm họa là điều không thể chấp nhận, chưa kể bất cứ thứ gì liên quan đến phong bì thì ý nghĩa của nó mang lại cũng có chiều hướng tiêu cực vậy nên vốn dĩ là một ngành đang có những nhạy cảm nhất định lại xuất hiện với các logo con rắn ngậm phong bì thì rông bão không phải là nhỏ thậm chí ngay cả khi biết rằng đây chỉ là sai lệch do cán bộ kỹ thuật của trường đại học y hà nội với những lời ác ý vẫn không dừng lại không thể nào chấp nhận được lỗi kỹ thuật cơ bản mà kết quả chỉ cần gõ vài dòng trên google nhưng cả một ngành cao quý dường như bị nhấn chìm và đánh giá bởi sự cầu thả của một vài người có thực sự công bằng. Đa số các ngành nghề để lấy bằng cử nhân mất 4 năm và mất 5 năm, nếu muốn học lên thạc sĩ cũng chỉ mất thêm 2 năm. Thế nhưng để trở thành một bác sĩ cần tối thiểu 6 năm và mất thêm nhiều năm nữa để phấn đấu làm bác sĩ giỏi. Nói như vậy để thấy rằng quyết định đi theo nghề cũng là một sự hy sinh rất lớn. Trong khi đó, Việt Nam hiện có khoảng 80.000 bác sĩ và hơn 128.000 điều dưỡng trên toàn quốc. Nếu đối chiếu vào tổng dân số cả nước thì có chưa đến một bác sĩ và hai điều dưỡng trên tổng số 1.000 người dân. Và sau hai năm đại dịch đi qua, một năm cuộc sống bình thường mới, một làn sóng y bác sĩ nghỉ việc vì lương không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Thậm chí, ngay cũng phần thưởng dành cho những người được tôn vinh là thiên thần áo trắng còn đang bị nợ không thời hạn. Chúng ta đã từng lên tiếng, chúng ta đã từng thương xót, nhưng bài toán về nhân lực ngành y vẫn ở đó. Cuộc sống của họ vẫn vất vả quay cuồng trong cơm áo gạo tiền, với những tờ đơn xin việc, nghỉ việc đẫm nước mắt. Để rồi ngày hôm nay, một nỗi đau tinh thần nữa lại giáng vào nghề nghiệp của họ. Và sắp tới đây, dịch bệnh vẫn còn đang có những diễn biến rất phức tạp, thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở đâu những thiên thần áo trắng. Và nói thẳng, cuộc đời chúng ta, bất cứ ai cũng đều trải qua sinh lão bệnh tử, và ở giai đoạn nào cũng đều cậy nhờ đến họ, những người y bác sĩ. Nhưng rõ ràng, qua sự việc lần này thì một vấn đề rất lớn đang cần nói đến là thái độ của chúng ta đối với họ, sự biết ơn dường như đang là một điều xa xỉ. Nhiều lao động bị lừa việc nhẹ lương cao về nước qua cửa khẩu Mộc Bài. Kính thưa quý vị, sau vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi cơ sở kinh doanh casino ở thành phố Ba Vẹt, tỉnh Saverian, Campuchia, Hàng chục lao động tự do bị lừa việc nhẹ lương cao ở Campuchia đã đến nhập cảnh về nước tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. Số người lao động tự do bị lừa việc nhẹ lương cao nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tăng dần từng ngày sau vụ việc hàng chục công dân Việt Nam tháo chạy khỏi cơ sở kinh doanh casino ở thành phố Ba Vẹt, tỉnh Riêng, Campuchia ngày 19 tháng 9. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết trong ngày gần 50 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng, công an tỉnh và công an huyện Bến Cầu phối hợp hỗ trợ công tác tiếp nhận, xác minh nhân thân lai lịch của gần 100 lao động tự do Việt Nam bất ngờ nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Thống kê đến khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 9, các lực lượng đã tiếp nhận hơn 91 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Phần lớn trong số này không đầy đủ giấy tờ tùy thân để nhập cảnh hợp pháp theo quy định. Theo bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, trước khi cho các công dân này nhập cảnh vào việt nam các đơn vị tiến hành giả soát đối chiếu nhằm để không lọt các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình để xâm nhập vào trong nước xác minh bước đầu lực lượng chức năng cho biết hầu hết số lao động tự do này trước đó tin vào bẫy việc nhẹ lương cao từ các trang mạng xã hội sau đó những người này xuất cảnh trái phép sang campuchia và vào làm việc trong các casino online các công ty cờ bạc trá hình Số ít còn lại là lao động tự do tại các công ty nhà hàng doanh nghiệp. Sau vụ hàng chục công dân Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia trong những ngày gần đây, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng đã liên hệ trực tiếp và liên tục tiếp nhận mỗi ngày trung bình từ 20 đến 50 lao động tự do tại Campuchia nhập cảnh về nước. Hiện lực lượng biên phòng đang phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức địa điểm để tiếp nhận, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ số lao động tự do này. Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng điều tra, xác minh, xử lý để người dân được trở về nhà trong thời gian sớm nhất. Đoàn giám sát cần làm rõ nhà trường có tiếp tay bán sách tham khảo kèm sách giáo khoa. Quý vị thân mến, vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, việc thực hiện nghị quyết 88-2014-QH13 và nghị quyết số 51-2017 QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nội dung giám sát gồm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan về đối tượng giám sát là chính phủ và các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan tổ chức có liên quan liên quan đến vấn đề này trao đổi với tạp chí điện tử giáo dục việt nam đại biểu quốc hội phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp nhận định việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thời điểm này là hết sức đúng đắn và cần thiết giúp đánh giá được đầy đủ kịp thời phát hiện ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các nghị quyết trên đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng thực hiện tốt các chuyên đề giám sát, đặc biệt là giám sát những vấn đề nóng mà nhân dân quan tâm sẽ tạo bước chuyển mới trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân. Nghị quyết số 88-2014-QH13 và Nghị quyết số 51-2017-QH14 được Quốc hội ban hành với nội dung rõ ràng cụ thể, đó cũng là một trong những căn cứ để thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa năm học 2022-2023 là năm thứ ba ngành giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp, thậm chí là bất cập, cần phải được đánh giá đầy đủ kịp thời, từ đó đưa ra giải pháp để tiếp tục đổi mới hiệu quả trong những năm tiếp theo. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đại biểu Phạm Văn Hòa nêu thực tế, trong quá trình đi tiếp xúc cử tri nhân dân, Tôi thấy rất nhiều người dân phàn nàn về sách giáo khoa, đặc biệt là giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có giá cao gấp 2 đến 3 lần sách cũ. Giá sách chương trình mới tăng cao là một nhẽ, nhưng khi triển khai về trường học, mỗi trường lại thông báo bộ sách có giá khác nhau. Cũng có ý kiến phản ánh một số trường tiếp tay cho việc bán sách tham khảo kèm sách giáo khoa, giới thiệu danh mục sách nhập nhèm, khiến phụ huynh mua chọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, thiết bị học tập gây nhiều bức xúc trong khi đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ thị yêu cầu trường học không lập danh mục đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập sách tham khảo và các tài liệu khác để học sinh phụ huynh mua và sử dụng bộ cũng quán triệt không vận động tư vấn để phụ huynh mua những xuất bản phẩm ngoài sách giáo khoa trong danh mục đã được phê duyệt đây không phải lần đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo đưa ra quy định trên nhưng dường như chỉ thị của bộ bị các cơ sở giáo dục phớt lờ và liên tiếp tái diễn trong nhiều năm qua, cũng rất nhiều phụ huynh không đăng ký mua sách giáo khoa cho con tại trường mà chọn mua tại các nhà sách. Tuy nhiên, cận kề ngày khai giảng vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh đi 4 đến 5 nhà sách vẫn không thể mua đủ một bộ sách giáo khoa. Thậm chí, học sinh vào học chính thức đã được 2 tuần nhưng vẫn phải học chay vì thiếu sách. Thông qua chuyên đề giám sát lần này, đại biểu Phạm Văn Hòa mong đoàn giám sát sẽ làm rõ những băn khoăn, phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, trên tinh thần công khai cởi mở, trường hợp phát hiện sai phạm trong phát hành, sử dụng sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn những tình trạng tiêu cực đó không tái diễn trong những năm tiếp theo. Về đối tượng giám sát, tôi cho rằng rất khó thực hiện giám sát toàn bộ 63 tỉnh thành phố đoàn giám sát có thể chọn đối tượng giám sát như bộ giáo dục và đào tạo nhà xuất bản giáo dục việt nam các cơ quan tổ chức có liên quan và một số tỉnh thành phố cụ thể sau đó tiếp tục giao cho đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố triển khai các cuộc giám sát chuyên đề tại địa phương để đảm bảo chất lượng hiệu quả giám sát cũng rất cần các bộ ngành và cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương chủ động cung cấp thông tin phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát kịp thời kiến nghị đề xuất với các đoàn những vấn đề phát sinh Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nêu quan điểm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.